Đây là hình ảnh bà con đang uốn nắn, chăm sóc, bảo dưỡng viên ngói nóc các bạn nhé. Thành gọi là chăm sóc, bảo dưỡng viên ngói nóc. Nói nôm na là như thế. Thực ra chăm sóc là chăm sóc con vật thôi. Nhưng mà đây gần như là công việc chăm sóc con vật ấy, rất là cầu kỳ và tỉ mỉ, đòi hỏi sự cẩn thận đó. Có lẽ mà xoa xoa y cho nhom 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 và chậm lại y này. Ồ, nhom nhom y. Đấy. À, đấy. Bắt đầu uốn nặn và bóc cái viên ngói ra. Đấy. Viên này làm được khoảng 2 ngày à anh? Đấy, làm 2 ngày bắt đầu uốn rồi. Đó. Anh đang uốn ngói nóc để tạo sự cân đối, hài hòa cho viên ngói nóc. Đấy. Đó, như thế.